Ngày xưa, ở một làng quê nọ, có một truyền thống từ vua quan đến người thường không phân biệt trai gái, đều mặc áo dài theo cổ tục. Ở đó, có một anh đánh cá nọ, nhà nghèo túng, chẳng những không tiền để may áo khác, mà còn không có vải vụn để vá, làm cho cái áo có đốm có khoang như cái mai rùa. Cha, cha lại mệt nữa rồi à? Để con đi gọi thầy Lang về khám cho cha nha. Bệnh cha như thế nào cha biết mà, dù có thuốc thang thế nào cũng không khỏi đâu. Chi bằng con dùng số tiền đó để may một chiếc áo mới, chẳng may quan huyện trông thấy lại phạt con thì chết. Cha yên tâm đi, khi gặp quan huyện con sẽ tránh đi mà. Thôi cha nằm nghỉ đi, để con đi gặp thầy Lang rồi bóc cho cha vài thang thuốc ạ. Này chàng trai trẻ, cậu không mặc áo dài theo tục lệ ở vùng ta à? Thú thật với cụ, nhà con có mỗi chiếc áo này, mặc từ năm này qua năm khác nên nó cứ rách dần và ngắn dần như thế đấy ạ. Hơn nữa con làm nghề đánh cá, mặc áo dài con thấy bất tiện lắm, vừa bẩn lại vừa vướng chân nữa. Xin ông hãy thương thương cho tôi, ông lấy hết thóc nhà tôi thì nhà tôi biết lấy cái gì mà ăn đây. Ăn cái gì để sống là việc của ngươi, quần hết thóc trong nhà này cho ta. Thì ra là lão nhà giàu keo kiệt và bẩn tính ấy. Khoai này, đi theo ta, về nhà làm lụng hầu hạ ta. Ta thương đưa cho ít tiền mà đi mai lấy cái áo mới, chứ mặc áo này con ngài bị quan trông thấy bắt vạ rồi, lại phải ngồi nhà lao ấy chứ. Thà tôi ngồi nhà lao chứ đi theo ông rồi, cả làng này ai cũng chửi thầm sau lưng thì khó sống lắm đấy, không dám ạ. Ai cho phép ngươi hỗn láo với ta thế chứ? Rồi có ngày ta sẽ cho ngươi vào ngồi nhà lao một công. Mãi mà chẳng úp được con cá nào. Cái thằng đánh cá khố rách áo ôm mà hôm trước lên mặt dây đời ta, có ngày ta cho ngươi một bài học mới được. Nhà vua Gia Lâm, mọi người tránh đường, tránh đường. Nhà vua ư? Cơ hội đây rồi. Chết, nhà vua Giá Lâm ư? Nếu nhà vua nhìn thấy chiếc áo dài mà ngắn cũng cỡn thế này của mình, thế nào cũng bắt phạt thôi. Ôi trời ơi, nhưng biết trốn ở đâu bây giờ? Hay là mình cứ cúi người xuống bùn, trốn sau bãi lau sậy này, đảm bảo nhà vua sẽ không phát hiện ra. Trời ơi, mong nhà vua đi nhanh cho. Ngươi định trốn ư? Có trốn bằng trời. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế. Ôi trời ơi, thưa hoàng thượng, ở dưới đầm lầy có con gì trong ngộ chưa kìa? Hộ gia bảo vệ nhà vua. Không sao, con gì lạ vậy, trông khá là bắt mắt đấy. Dạ thưa, theo thần thấy đó là một con ba ba ạ. Không, thần thì lại nghĩ đó là một con rùa. Nhưng sao lại có loài rùa ba ba nào to đến thế giữa ruộng thế này? Nhưng nhìn nó thật lạ mắt, nếu đem về ngự hoa viên nuôi chắc là đẹp lắm đây. Thôi chết, có chuyện gì sao nhà vua lại nán lại đây lâu thế này chứ? Ôi, mình mỏi quá. Ôi, nó cử động kìa, nó cử động kìa. Người đâu, mau xuống đầm lầy, bắt con vật kia lên cho ta xem. Lần này thì ngươi chết chắc rồi. Chết rồi, sao quân lính lại xông xuống đây thế này chứ? Trời ơi, không phải rùa hay ba ba, mà là người ư? Tên này láo, ngươi cả gan lừa vua ư? Nhà ngươi chết chắc rồi. Tôi ban cho tôi. Bẩm nhà vua, xin người tha cho con. Con không hề có ý định lừa ngài gì cả, chẳng qua con... Thưa nhà vua, tên đánh cá này là một tên hỗn láo, hắn dám cả gan mặc một cái áo ngắn cũng cỡn thế kia, lại còn chui xuống bùn lừa ngài. Đích thị hắn không coi ý chỉ của hoàng thượng ra gì. Người phải trị tội hắn thật nặng, để làm gương cho người khác mới được. Sự tình thế nào
Ngươi hãy kể rõ trẫm nghe. Dạ bẩm nhà vua, con biết tục lệ ở nước ta bất kể trai hay gái phải mặc áo dài, nhưng vì con với cha con sống trong cảnh nghèo khó, cha con lại thường hay ốm yếu, nên con chấp nhận mặc chiếc áo ngắn lại còn phá ngang phá dọc này. Con sợ hoàng thượng nhìn thấy cái áo của con, vậy nên con phải trốn. Nhưng không ngờ mọi người lại tưởng cái áo phá của ngươi là cái mai bà ba phải không? Dạ, nhưng nó tiện hơn áo dài nhiều lắm ạ. Chứ một người suốt ngày lội bùn đánh bắt cá như con, cứ mặc áo dài, vừa đi lại bất tiện, lại còn khó khăn trong việc giặt sạch nữa ạ. Xin nhà vua lượng thứ tha tội chết cho con. Ngươi yên tâm, trẫm sẽ không trách tội ngươi đâu. Đây là một chàng trai nghèo nhưng lại hiếu thảo thật thà, lại có công trong việc giúp ta nhận ra điểm bất lợi của việc mặc áo dài thường xuyên. Mang 10 lương vàng và chục tấm lụa đẹp tặng cho chàng đánh cá này, để anh ta có áo mới mà mặc và có tiền mua thuốc chữa bệnh cho cha. Trời ơi, người ban thưởng cho con ư? Tức quá. Truyền ý chỉ của trẫm, từ giờ áo dài chỉ để mặc vào những dịp hội hè lễ Tết mà thôi. Đa tạ nhà vua đã ban ơn. Từ đó về sau, kiểu áo ba ba lần lần được nhiều người dùng vì nó gọn gàng, xoay trở không bị vướng víu khi làm lụng. Dần dần, trong giới nữ thấy kiểu áo ba ba gọn gàng và thanh lịch, kín đáo nên cũng may mặc. Các cô gái mặc bèn gọi là bà ba. Lâu dần, người ta quên đi mất sự tích ba ba mà chỉ gọi là áo bà ba. Trải qua bao năm tháng, cái áo bà ba trở thành thông dụng phổ biến và lưu truyền đến ngày nay ở toàn vùng Nam Bộ. Bí mật của cha. Phỏng theo truyện có thật về ông bố Iris, một công dân dọn cống tại Bangladesh. Cho con đi làm với ba. Đi ba. Hashina, trẻ em không được đến công ty đâu, em phải ở nhà để cho ba đi làm chứ. Đúng rồi, con ở nhà với anh chị ngoan, rồi chiều ba sẽ về sớm. Dạ. Trưa nghỉ ba nhớ ăn cơm đúng giờ nghe ba. Ừ, cảm ơn con. Chuẩn bị tinh thần đi ông bạn, hôm nay công việc khá nhiều đấy. Bọn trẻ mà biết ba nó không phải là nhân viên giỏi giang ở công ty, mà lại là một người dọn cống, công việc vất vả và hèn mọn nhất ở cái đất nước Bangladesh này, chúng hẳn sẽ rất buồn và xấu hổ với bạn bè. Ba, ba đã về. Ở công ty hôm nay có vui không ba? Ừ, vui lắm con. Sau này con sẽ là một nhân viên giỏi giống như ba. Ừ. Cha, bánh mì thơm quá đi. Bánh mì hôm nay thơm ngon hơn hẳn mọi khi nhỉ? Nhưng mà em vẫn thích ăn pizza hơn. Bạn siêu đan toàn được ba mẹ mua pizza cho. Ba mẹ bạn ấy giàu lắm. Đúng rồi ba ơi, đã lâu lắm rồi nhà mình chưa ăn pizza. Lần này chị Gia đổ đại học, ba mua pizza cho cả nhà ăn mừng chị ấy được không ba? Đúng rồi ba ơi, sắp đến ngày nhập học rồi, cần một khoản tiền đóng học khá lớn ba ơi. Ba biết rồi. Gia cần phải được đi học đại học, nhưng lấy đâu ra món tiền lớn như thế để đóng học phí cho con bé chứ? Một người cha dọn cống như mình thì làm sao nuôi nổi con bé học đại học chứ? Iris, đỡ cho tôi nào. Tôi đây. Anh có chuyện gì sao? Cả ngày nay tôi thấy anh không được tập trung. Có chuyện gì á thì cứ nói mọi người biết. Không, không có chuyện gì cả. Anh Iris, anh đang gặp khó khăn gì? Hãy nói với chúng tôi. Con gái lớn của tôi, nó vừa đỗ đại học, mà đồng lương rẻ mạt của tôi không đủ để lo cho con bé. Tôi cảm thấy vô cùng bất lực. Tôi đã không làm tròn bổn phận của một người cha. Tôi chưa bao giờ dám để cho các con biết mình đang làm nghề gì, bởi tôi không muốn chúng phải xấu hổ về cha của chúng. Để các con không nghi ngờ,
Mỗi ngày trước khi đi làm về, tôi đều chui vào nhà tắm công cộng tắm rửa sạch sẽ để xua đi mùi hôi thối sau khi lặn ngụp dưới các ống cống. Tôi muốn các con có thể ngẩng cao đầu trước mọi người, để con không bị người khác coi thường như họ vẫn làm với tôi. Tôi không biết sẽ phải đối mặt với con gái như thế nào khi trở về nhà mà không có tiền đóng học phí. Anh hãy cầm lấy. Không, đây là số tiền công phải vất vả cả ngày mới kiếm được. Các anh cũng cần nó mà. Anh có coi chúng tôi là anh em không? Đúng vậy. Anh hãy nhận lấy tấm lòng của chúng tôi. Chúng tôi có thể nhịn đói ngày hôm nay, nhưng mà con anh phải được đến trường, phải được đi học đại học. Ba về. Ba, sao ba lại... Các con à, thực ra ba không phải là nhân viên giỏi giang gì hết. Ba chỉ là công nhân dọn cống. Tiền công ba kiếm được không đủ để đóng tiền học cho các con, không đủ nộp học phí nhập học cho Zia. Các đồng nghiệp của ba đã hy sinh đồng lương nhỏ nhoi của họ cho ba con mình đó. Ba, sao ba không nói với chúng con? Ba đã vất vả một mình làm việc để chăm lo cho chúng con, mà bấy lâu nay chúng con không biết. Dù ba có làm nghề gì thì ba vẫn là người ba yêu quý của chúng con. Các con không xấu hổ vì có một người ba nghèo phải làm công việc hèn mọn như ba sao? Ba đã vì chúng con mà phải chịu bao nhiêu vất vả. Chúng con tự hào về ba. Ôi, các con của tôi. Con chào các bác. Chà, Gia lại mang đồ ăn ngon tới cho chúng ta kìa. Con bé thật chu đáo quá. Nhưng như vậy thì Gia vất vả quá. Con không cần phải thường xuyên mang đồ đến cho chúng ta như vậy đâu con. Có gì vất vả đâu ạ. À? Các bác đã phải nhịn đói vì con ngày hôm đó, để con được đi học đại học. Con luôn cảm thấy biết ơn khi ngày ngày được mang cơm tới cho mọi người đấy ạ. À? Anh thật hạnh phúc khi có những đứa con ngoan ngoãn như vậy. Vâng, bây giờ tôi không thấy mình là một người nghèo hèn thấp kém nữa, bởi với những đứa con hiếu thảo và ngoan ngoãn, tôi đã giàu quá rồi. Cuộc gặp gỡ may mắn. Hay thôi, anh không vào đâu. Sao thế? Chúng mình yêu nhau đã lâu rồi, anh phải vào nhà để thưa chuyện với ba em chứ. Nhưng anh chỉ là một chàng trai nghèo. Anh sợ... Khi em yêu anh, em đã chấp nhận tất cả. Anh đừng nói thế. Cha em cũng rất thương em. Chắc chắn ông sẽ đồng ý. Ừ, vậy mình vào gặp ba em nào. Sao? Cậu muốn kết hôn với con gái tôi à? Cháu hứa sẽ chăm sóc và yêu thương Rô hết mực. Xin bác hãy đồng ý ạ. Với sức của cậu sao? Tôi xin lỗi, tôi không thể đồng ý. Vì sao ạ? Hạnh phúc cả đời của con gái tôi không thể giao vào tay một kẻ nghèo như cậu được. Nó đã quen sống sung sướng rồi, làm sao cậu có thể lo được cho nó? Nhưng cháu yêu cô ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Cháu sẽ làm cho cô ấy trở thành người hạnh phúc nhất trên đời. Vâng, con cũng rất yêu anh ấy. Con sẽ không lấy ai ngoài anh ấy đâu thưa cha. Thôi được, tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Khi nào cậu kiếm đủ 1 triệu đô, thì tôi sẽ cho cậu kết hôn với con gái tôi. 1 triệu đô ư? Biết bao giờ mình mới kiếm đủ 1 triệu đô đây? Lẽ nào suốt đời này mình sẽ không được lấy cô ấy? Không biết Victor có giúp gì được cho mình không nhỉ? Dạ, chào ông. Cậu đến rồi à? Tớ đang bận chút việc ở bên kia đường. Ngồi chờ tớ một lát nhé, không thì sang đây với tớ. Ừ. Ông đang làm mẫu cho Victor à? Ừ. Lão cầm lấy, kiếm cái gì ăn cho đỡ đói. Cảm ơn bà tốt quá. Mẹ đưa hết tiền cho ông ấy sao? Chúng ta ăn ít đi một chút mà cứu được người cũng đáng con à. Victor, cậu ấy trả ông bao nhiêu tiền cho việc làm mẫu này à? 10 xu một giờ. 10 xu? Cậu ta đúng là đồ keo kiệt mà. Sao có thể trả 10 xu được chứ? Ông hãy cầm lấy đi ạ. Cháu chỉ có bằng này thôi. Cậu... Ông cứ nhận đi ạ. Tiếc là hôm nay cháu không mang theo nhiều tiền. Hy vọng lần sau cháu sẽ có cơ hội gặp lại ông. Cháu sẽ biếu ông nhiều hơn ạ. Cháu sang kia gặp Victor một chút. Ông ngồi đây nhé.
Làm thế nào để kiếm 1 triệu đô bây giờ? Có lẽ ước mơ được cưới Rose mãi mãi không thành với mình rồi. Giá như mình cũng là 1 tỷ phú. Nhìn ông tỷ phú này quen quen, hình như mình đã gặp ở đâu rồi. Trời, lẽ nào ông ta chính là lão ăn mày hôm trước? Không thể, có lẽ là nhìn nhầm người thôi. Đúng là gương mặt này rồi, không thể nhầm được. Mình đúng là lỗ mãng mà. Người ta là tỷ phú, mà mình lại bố thí cho người ta những đồng tiền lẻ. Thật đáng xấu hổ. Liệu ông ấy có nghĩ mình coi thường ông ấy không? Chào anh. Anh có phải là David Better? Mời anh ký nhận bưu phẩm. Ai gửi cho mình thế nhỉ? Chào chàng trai có trái tim lương thiện. Cậu còn nhớ lão ăn mày hôm trước được cậu cho tiền chứ? Hành động của cậu đã khiến tôi rất bất ngờ và cảm động. Bởi lúc đó tôi chỉ đang đóng giả một người ăn mày để thử cảm giác của người khác. Tôi đã tìm hiểu và biết cậu đang gặp khó khăn. Vì thế tôi tặng cậu món quà này. Thay cho lời chúc mừng đám cưới, cậu xứng đáng được nhận hạnh phúc. Ghi tên: lão ăn mày Robinson. Ông ấy tặng quà cho mình ư? Mình có nằm mơ không? Mình đã khiến 1 tỷ phú cảm động và giúp đỡ mình. Rose, vậy là anh có thể cưới em rồi. Cảm ơn ngài Robinson. Coi như đây là số tiền tôi nợ ngài. Nhất định tôi sẽ kiếm đủ để trả lại cho ngài. Chỉ có thể là yêu. Chuyện kể về đôi trai gái yêu nhau thấm thiết. Họ đã cùng thề non hẹn biển sẽ bên nhau mãi mãi. Rồi một ngày kia, chàng trai bỗng mắc phải trọng bệnh. Cô gái ngày đêm cầu nguyện cho anh, nhưng biến chuyển sức khỏe của chàng trai vẫn ngày càng xấu đi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng khả năng anh ấy sẽ không tỉnh lại nữa. Hỡi thần tình yêu, người bắn mũi tên tình ái vào chúng con, mang anh ấy đến bên đời con, chỉ để chia ly tử biệt vậy sao? Hỡi cô gái, cuối cùng ngày này cũng đã đến. Ngày ta nghe cô gọi tên ta giữa đầm đìa nước mắt. Ngay từ khi bắn mũi tên tác thành cho cô và chàng trai ấy, ta biết sẽ có ngày cô phải khổ đau. Nhưng mũi tên tình ái thì sao cản được. Giờ ta đến để giúp cô hóa giải phần nào nỗi buồn của mình. Người là thần tình yêu đó ư? Người đến giúp tôi ư? Cầu xin người hãy để anh ấy tỉnh lại, bằng giá nào cũng được. Vậy cô có dám đổi mạng sống của mình để cứu người mình yêu thương không? Tôi muốn cùng anh ấy chung sống trọn đời trọn kiếp. Nhưng nếu chỉ còn cách đổi mạng sống của mình để cứu lấy anh ấy, thì tôi xin bằng lòng. Ta sẽ giúp chàng trai ấy tỉnh lại. Cô sẽ trở thành bướm trong vòng 3 năm. Cô đồng ý chứ? Tôi đồng ý. Xin người hãy giúp cho anh ấy. Con tỉnh lại như một phép màu vậy. Ngàn lần cảm tạ trời đất. Mẹ, con bất tỉnh có lâu không? Trường hợp của anh Quân thực sự là một điều kỳ diệu. Chúc mừng cả gia đình nha. Con đã bất tỉnh đã gần 2 tháng nay. Chỉ mới vài hôm trước mẹ tưởng như mất con. Các bác sĩ đã hết lòng điều trị cho con, đặc biệt là cô Mai đây. Giờ thì tốt rồi. Con thấy khỏe hơn rồi. Mẹ đừng lo lắng nữa nha. Như đâu hả mẹ? Trước khi mê man, con nhớ là Như hôm nào cũng ở đây với con mà. Từ khi biết tin con có biến chuyển xấu, con bé không thấy tới nữa. Đã mấy hôm nay rồi, mẹ cũng không biết con bé đi đâu. Cô ấy có thể đi đâu? Ở thành phố này, con là người thân duy nhất của cô ấy mà. Em ở đây mà. Anh đã tỉnh lại thật rồi. Con phải đi tìm cô ấy. Con không thể ra ngoài bây giờ được. Con còn rất yếu. Mẹ để con đi, không thấy cô ấy, con sao nằm đây được? Như, sao em nỡ bỏ đi không một lời từ biệt? Em ở đâu? Cố lên anh, em sẽ luôn dõi theo anh mà. Anh phải trở lại bệnh viện điều trị, sức khỏe của anh còn rất yếu. Em ở ngay cạnh mà không thể nói gì được với anh, để anh khổ đau và tuyệt vọng nhường này. Sự biến mất đột ngột của Như khiến Quân chìm trong đau khổ. Ngày nào anh cũng ra đường tìm kiếm Như trong vô vọng. Anh đâu biết người yêu chính là bướm nhỏ kia.
thời gian sẽ trôi nhanh thôi, và cô sẽ được trở lại bên cậu ấy. Xin người hãy giúp cho anh ấy lấy lại được sự thăng bằng. Chỉ có tình yêu mới giúp anh ấy thôi, nhưng lời nguyền thì không thể phá bỏ. Sau 3 năm cô mới có thể trở lại. Thưa người, tôi không thể chứng kiến anh ấy đau khổ vậy thêm một ngày nào nữa. Xin người hãy bắn mũi tên tình yêu cho anh ấy và một cô gái khác. Với một cô gái khác ư? Cô chấp nhận hy sinh như vậy sao? Vâng, xin người hãy giúp cho anh ấy. Thời gian cứ thế trôi đi. Bướm nhỏ quay trở lại tìm chàng trai. Anh Quân này, cảm ơn anh vì món quà sinh nhật nhé. Em rất thích, anh phải cảm ơn em mới phải. Nếu không có cô bác sĩ vui vẻ như em ở bên động viên thì anh chẳng thể vượt qua những ngày tháng điều trị trong bệnh viện năm trước được mất. Lúc đó em thật sự lo cho anh nhiều lắm. Sau khi tỉnh lại, anh bần thần rồi không ăn không ngủ. Mọi chuyện đã qua rồi Mai à, em đừng nhắc tới nữa. Có em ở bên, anh thấy rất bình yên. Nhờ mũi tên của thần tình yêu, Quân và Mai đã nảy sinh tình cảm, thương mến nhau. Bướm nhỏ chơi vơi giữa khoảng trời xuân, khi trước mắt mình là người yêu hạnh phúc bên một cô gái khác. Đi dưới con đường xanh lá xưa kia, anh cùng cô hò hẹn. Mùa hè năm ấy đặc biệt dài, mỗi ngày bướm nhỏ lại bay đi trong đau khổ. Những lời thủ thỉ giữa chàng trai với người con gái, tiếng cười tràn đầy hạnh phúc của họ cứ như những ngọn gió lạnh buốt. Rồi mùa xuân năm thứ ba cũng tới, lời nguyền giữa thần tình yêu và bướm nhỏ đã kết thúc. Cô có cảm thấy hối hận không? Tôi không hối hận. Giờ là lúc cô có thể trở lại là như của ngày nào rồi. Gặp lại cô, Quân sẽ suy nghĩ lại thôi. Tôi không muốn trở lại là người nữa. Sao lại như thế được? Cô phải trở lại với Quân chứ. Cô không còn yêu anh ấy nữa sao? Tôi mãi yêu Quân, nhưng yêu một người đâu cần chiếm hữu. Giờ đây anh ấy đã được hạnh phúc. Tôi đã nghe được nhịp tim của anh ấy đập mạnh khi trao nhẫn cưới cho cô gái. Anh ấy đã có tình yêu thật sự rồi. Chỉ cần thế là đủ. Hãy cho tôi được làm bướm nhỏ suốt đời. Mỗi khi xuân về, tôi sẽ trở lại đậu trên vai anh ấy một chút thôi. Chìa khóa hạnh phúc. Con ngủ rồi hả em? Cảm ơn vợ anh. Vì điều gì với anh? Vì ngôi nhà và những đứa trẻ đó. Ôi, tôi bận quá. Hôm nay mới tới thăm hai mẹ con. Bà giỏi thật đấy. Hai đứa nhà bà cũng nhỏ xíu. Bà vừa đi làm, vừa trông con, mà trông như con gái còn son thế kia. Có bí quyết cả đấy. Mà sao bà mới đẻ một đứa, trông đã sập sệ thế kia. Vậy hả? Trông tôi tệ lắm hả? Chắc tại tôi mãi chăm con, cũng không chăm chút được ngoại hình nhiều. Không được, phụ nữ ấy mà, tuổi thanh xuân qua nhanh lắm, không chịu khó giữ gìn, chả mấy mà già, rồi nhăn nheo như trái cà. Lúc đấy mình còn chán mình nữa, huống chi là chồng. Thì biết sao được bà, ở nhà chăm con mọn, sửa bỉm rồi nấu nướng, việc nhà đã choáng hết thì giờ rồi, đâu còn thời gian để ý tới gì khác. Bà phải đi tập gym giảm béo đi, ai lại để người xồ xề thế kia. Tóc tai nữa, bù xà bù xù, đi cắt tỉa lại ngay cho tôi đi. Mặt mũi này, trông mệt mỏi nhợt nhạt quá, đi massage mặt nữa nhé. Thế hả? Còn phải sắm sửa mấy bộ đồ mới đi, chật chật trông lôi thôi quá à. Hả? Tôi mà đi làm ngần ấy thứ thì lấy ai trông con làm việc nhà bây giờ? Giúp việc. Bí quyết của tôi, chìa khóa hạnh phúc của mỗi gia đình ấy. À, ra vậy. Hôm nay chị nấu cháo gà cà rốt cho Kubi nhé. Thịt bò trong tủ lạnh thì làm bít tết. Nhớ chiên tái thôi chị nhé. À, dạ vâng, tôi nhớ rồi. Chị nhớ phơi quần áo trong máy giặt. À, ép nước quýt cho Kubi uống nha chị. À, vâng, tôi biết rồi. Mẹ. Bi ngoan.
lại mẹ yêu nào. Ôi trời, tè dầm ướt hết người mẹ rồi. Chị Mai, chị Mai ơi, chị thay quần cho cô Bi này, tè ướt hết cả. Giờ tôi còn phải đi tập yoga nữa. Mẹ, Bi ở nhà ngoan nha. Chị nói anh Phong cứ ăn cơm trước đi nhé. Tẹo em còn hẹn gặp mấy cô bạn. Cậu Phong vẫn chưa ăn cơm à? Cô Mai đã nói là hôm nay về muộn mà. Chị ngồi ăn cùng tôi cho vui, chị Mai. Dạ thôi, tôi ăn ở dưới bếp quen rồi. Chị ăn cùng coi như tội nghiệp tôi đi mà. Ăn một mình hoài, tôi không nuốt nổi. Vâng, thế mời cậu ăn cơm. Chị cứ tự nhiên nhé. Chị ăn nhiều vào, còn có sức khỏe giúp vợ chồng tôi. Chứ Như Hòa, cô ấy cứ ăn kiêng ăn khem. Đang nuôi con nhỏ mà chỉ lo giữ dáng. Dạ, tôi thấy cô Hòa xinh lắm ạ. Ai như phụ nữ nông thôn chúng tôi, cục mịch không à. Hòa mà nghe thấy là sướng lắm đó. Bây giờ cô ấy chỉ lo giữ da, giữ dáng cho đẹp, chẳng còn như xưa. Mẹ, sốt cao quá, nhiễm gần 39 độ. Hòa ở đâu mà không thể liên lạc được. Để tôi pha thuốc hạ sốt cho Bi. Cậu đừng lo lắng quá. Trẻ con tiêm phòng xong vẫn sốt vậy đó. Ủa, sao anh ngồi ngoài này một mình làm gì? Sao em về muộn vậy? Điện thoại thì không liên lạc được. Em đã nói hôm nay dự hội thảo về muộn mà. Trong đó ồn ào, em đâu biết có điện thoại. Bi nó sốt cao, quấy khóc suốt từ chiều đấy, em biết không? Chắc do phản ứng sau tiêm phòng thôi. Bác sĩ đã cảnh báo trước. Em cũng dặn chị Mai có gì cho con uống thuốc hạ sốt rồi mà. Cái gì cũng chị Mai. Em là mẹ kiểu gì thế Hòa? Sao anh lại nói thế? Bé Bi cũng 1 tuổi rồi, đâu còn sơ sinh nữa mà bắt em kè kè bên con. Anh không thấy nhiều người còn đi làm từ 3-4 tháng cũng giao con cho giúp việc cả, có sao đâu. Em đáng ghét. Em mất công đi tập tành, làm đẹp, dự hội thảo về giữ gìn gia đình hạnh phúc là vì ai chứ? Đáng mát mà, có sốt nữa đâu. Dạ, bị uống thuốc hơn 4 tiếng rồi nên không thấy sốt lên nữa. Thế chắc không sao đâu. Đêm nay chị thức theo dõi Bi cho em nhé. Em mà mất ngủ là mắt thâm xì vào ghê lắm. Vâng, cô cứ đi ngủ để mai còn đi làm. Để Bi tôi trông cho. Mẹ, 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 mẹ. Chị Mai ăn cá này đi. Mấy khi tôi câu được cá to thế này. Cô Hòa hình như cũng chỉ ăn cá chứ không ăn thịt à. Cô ấy thì chắc chuyển sang ăn chay để giữ dáng quá. Rồi thì tập tành, tennis, khiêu vũ, bơi lội suốt cả. Lúc nào cũng chỉ sợ mình xấu. Cô Hòa đẹp sẵn nên chỉ cần chăm chút tí xíu là khác liền à. Chứ phụ nữ nông thôn chúng tôi đâu có. Phụ nữ cứ tròn trịa, phúc hậu là đẹp nhất. Thời ngày xưa người ta cũng thích vẻ đẹp phồn thực như Mai vậy. Tuần sau tôi có việc ở quê. Tôi xin phép được nghỉ 3 ngày à. Hả? Những 3 ngày? Nhà này sao thiếu Mai được chứ? Không sao đâu. Tôi đã báo với cô Hòa rồi. Cô ấy nói sẽ thu xếp ở nhà mấy hôm. Vậy tôi sẽ lái xe đưa Mai về quê. Không cần phiền cậu vậy đâu. Tôi tự đi xe khách được mà. Tôi không thấy phiền gì hết. Tôi lo lắng cho Mai, giống như cách Mai lo lắng và chăm sóc cho 2 bố con tôi vậy. Là cô Hòa về à? Em đã nghĩ mình phải thật xinh đẹp để giữ lấy trái tim anh. Vậy mà anh lại trách em bỏ bê anh và gia đình, để rồi hướng về người khác. Có phải em đã sai khi hiểu nhầm về hạnh phúc? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!